Vâng, xin chào tất cả mọi người. Trong clip này mình có đang bán một con đẩy bãi hai kênh của thương hiệu VIV, có model là TP3085. Con đẩy này sử dụng mạch LA và nó là cái dòng đẩy LA800. Số lượng có một con duy nhất nên con đẩy này nó có mức giá rất là tốt. Thông thường những cái dòng đẩy LA800 hàng bãi đẹp, zin thì nó có mức giá dao động từ 5 triệu 2 cho đến 5 triệu 7 tùy vào từng thời điểm và tùy từng đơn vị bán. Ở đây thì số lượng có một con duy nhất nên bên mình sẽ bán con đẩy này với cái mức giá là 4 triệu 800 nghìn đồng. Ở giá đó đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách, hàng bao đẹp, bao zin và bảo hành 12 tháng. Với cái mức giá đó thì nó chỉ xem với này con đẩy LA600 thôi. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về con đẩy này. Và đây là hình thức mặt trước của cái dòng đẩy bãi hai kênh. Thương hiệu là VIV, cái model là TP3085. Mặt trước thì còn khá là sạch đẹp, không bị chảy xước hay móp méo, dập bẹt. Duy nhất chỉ ở cái chỗ tai này nó có hơi bị cong một chút thôi. Cái này là do vận chuyển, nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ và tới cái độ đẹp của con đẩy. Hình thức mặt trước thì còn rất là sạch và đẹp. Hai chiếc áp là chiếc áp bi để chúng ta điều chỉnh âm lượng cho hai vế riêng biệt. Vâng, và đây là nội thất bên trong, các linh kiện của con đẩy này. Con này thì nó là con LA800. LA800 thì nó có rất nhiều hãng sử dụng cái mạch này. Và cái dòng đẩy sử dụng mạch LA800 thì nó là cái dòng đẩy nổi tiếng huyền thoại rồi. Nó cho ra chất âm hay, đặc biệt là rất là lành và bền. Ở đây là cái biến áp nguồn. Con LA800 này thì nó có cái nguồn khá là lớn, nó khoảng 20 cm. Còn cái nguồn này thì nó khoảng 20 cm, nguồn rất là to. Và trọng lượng con đẩy này nó khá là nặng. Đây, nguồn chắc chắn là quấn bằng dây đồng xịn rồi. Quả nguồn này rất là khủng luôn. Và tiếp theo thì phía bên trong này là các con cầu lắn diode khối tụ lọc nguồn. LA800 này thì nó sử dụng 20 quả tụ lọc nguồn với dung lượng tụ là, con này nó sử dụng dung lượng tụ là 85V 85V 3300 microfarad. Nó sử dụng cái tụ áp khá là cao. Những cái dòng LA800 khác thì nó hay sử dụng cái tụ là 63V hoặc là 80V. Con này thì nó sử dụng tụ lên đến 85V 3300 microfarad. Thì cái tụ áp nó cao thì nó sẽ chịu được cái mức điện áp lớn và chắc chắn là nó sẽ bền hơn. Cái dàn tụ thì còn rất là đẹp. Và khu vực các dơ le khối khởi động mềm, dơ le đóng mở cho hai kênh, đóng mở ra loa cho hai kênh. Ở đây là khối công suất. Con đẩy này thì bên mình bao zin 100%, bao xịn và bao zin 100% cho quý khách nhé. Đây, các linh kiện này, sò đây thì nó sử dụng LA800. Cái đời này thì nó sử dụng cái dòng sò của Toshiba, có mã là 5200 và 1943. Đây, những con sò này, mỗi vế tổng con này thì là có 32 sò, mỗi vế thì là có 16 sò. Chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 7, cả con này là 8 2 8 16. Con sò lái này, các linh kiện này 16, và tổng hai bên là đi phía bên dưới này là cũng là 8 con nhé. Mỗi bên là đi 16, tổng là 32 sò. Công suất của con này là 800W một kênh, khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm, nó sẽ đạt 800W một kênh. Các linh kiện còn khá là sạch đẹp. Keo này là keo niêm phong cái rắc này nhé. Hãng họ lúc họ lắp ráp ấy, thì họ có đổ keo ở chân rắc này để cái chân rắc này trong quá trình sử dụng hoặc vận chuyển thì nó không bị bong ra. Cái keo vẫn là keo zin này. Đây, tất cả các chân rắc thì keo đều là keo zin hết. Nếu có sửa chữa thì cái chân đó sẽ, thì cái keo này sẽ được rút ra và nó sẽ không còn còn zin ở đây nữa. Cái keo này là keo zin hết đấy. Con đẩy này thì có bao zin 100%, tụ còn đẹp. Và đây là phía mặt sau. Nó sử dụng hai quạt gió để làm mát cho hai vế công suất. Quạt sẽ được hút từ đằng trước và thổi gió phía sau. Hai cổng kết nối tín hiệu đầu vào bằng rắc ca lông và cổng linh tín hiệu ra một con đẩy khác. CD mã vạch đầy đủ nhé. CD mã vạch đầy đủ này. Các lớp gạt chế độ 4 ohm, 8 ohm, lớp gạt tiếp mát, lớp gạt độ nhạy tín hiệu đầu vào, lớp gạt để cắt giải cao, để lại giải thấp để chúng ta sử dụng để đánh súp. Các lớp gạt các chế độ Sitte, Bolo, Brai,
Con này thì có chập kênh để đánh cái loa công suất lớn hoặc là đánh xúc kép. Các cổng cái lối ra loa bằng jack lưu trích và jack xoáy cải. Dây nguồn là dây nguồn niền. Ở đây thì có cái tem của cái thương hiệu VIV này. Đó, model này. Đầy đủ CD mã vạch. Con này thì cam kết là xịn 100% và còn nguyên zin. Máy LA800 và cái mức giá là 4.800.000 đồng bao ship thì nó chỉ bằng cái con LA600 thôi. Đấy, quý khách nào mà mua con đẩy này nhanh tay, mua con đẩy này thì được sở hữu LA800 nhưng chỉ mua với cái mức giá là LA400 thôi. Đấy, con này thì công suất anh em cứ chơi 2 đô 30 căng đét luôn nhé, cứ bao cho anh em đánh 2 đô 30 là căng đét để đẹp luôn. Thế còn có thể sử dụng để đánh một cặp 40 từ 220 côm 100 hoặc là đánh hai cặp 30 từ 19 côm 76. Với dòng đẩy LA800 này thì anh em có thể sử dụng để đánh súp cũng được. Quay lại về hình thức mặt trước con đẩy này. Số lượng có một con duy nhất nên bên mình nhập được cái mức giá nó tốt thì sẽ bán ra với cái mức giá nó cũng rất là tốt để cho quý khách nào có nhu cầu sử dụng con đẩy này. Bình thường thì nó đi theo lô thì anh em trên thị trường vẫn bán con LA800 với cái mức giá là từ 5.2 triệu cho đến 5.7 triệu tùy từng thời điểm và cũng tùy từng đơn vị bán. Cái mức giá này bình thường nó dao động ở cái mức đó. Và là hàng xịn, hàng còn zin chưa sửa chữa. Cái con đẩy này thì nó về lẻ trong lô thì nó có một mình thôi. Thì bên mình nhập thì nhập số lượng và nó đi theo lô thì nó sẽ bằng giá với những con đẩy khác. Nên là nó lạc lõng được một con đẩy LA800 này vào. Thì bên mình nhập theo lô thì nó sẽ đồng giá. Nên con này nó có giá rất là tốt. Chỉ bằng con LA600 thôi. Quý khách đã được sở hữu một con LA800 rồi. Rất là chất nhé. Và bên mình vẫn cam kết là zin 100% và bảo hành cho quý khách sử dụng là 12 tháng để quý khách yên tâm sử dụng. Hàng đẹp, tụ zin đẹp này, phẳng lư luôn. Đó, LA800. VIV. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua con đẩy LA800 này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826252688. Số điện thoại của mình có để ở trên góc phải của video này. Quý khách có nhu cầu mua thì hãy liên hệ bên mình có số điện thoại bên tay phải trên màn hình. Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Những quý khách nào lần đầu ghé thăm kênh, quý khách chưa đăng ký kênh thì quý khách hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh. Đồng thời nhấn vào nút chuông thông báo để khi có những clip mới nhất bên mình đăng lên thì mọi người sẽ cập nhật được sớm nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.